Hello chào tất cả các bạn nha. Wow, nay mình xin giới thiệu đầu tiên là một chiếc xe cảnh sát nha. Đây các bạn thấy không? Yeah, nha, mở cửa này. Yeah, đây có đèn này, các bạn thấy không? Yeah, wow, rất là mạnh mẽ nha. Yeah, ok, tiếp theo là một chiếc xe chở xăng nha các bạn. Đây là thùng xăng này, chở xăng dầu nha. Wow, beautiful. Yeah, ok. Xe thứ ba là một chiếc xe tự đổ. Đây là chở đất đá nha các bạn. Đây là chở đất đá nha. Yeah, rất là đẹp đấy nha các bạn. Rồi, theo là một chiếc xe nhỏ xin đây, xe cổ này. Xe này giống dành cho con gái nha các bạn. Đây, ok, wow, cửa này mở được này. Đây cũng mở được này. Yeah, so cute, yeah, ok, cửa đóng nào. Yeah, bạn thấy chưa? Đây, tiếng động cơ này. Thật là ngầu luôn nha, này. Wow, có nhạc luôn nha. Bạn trai nào ai này, rất là mạnh mẽ luôn. Rồi tiếp theo là một chiếc xe chở đá nha. Wow. Yeah. Đây các bạn thấy này, bạn trai chưa? Đây. Đây là động cơ của mình. Chỗ này để đá bao nhiêu mình? Wow, đây mình có bốn cái hộp đựng đá rất là xinh xắn luôn này. Yeah, này bạn thấy này, mở ra này, wow, đây, rất đẹp luôn nha, bỏ vào đây, này. Yeah, bạn thấy chưa, đây thùng rác nha, mỗi lần mà đổ rác vào sẽ nâng lên đây này, đây, đưa vào này, rồi mở nắp ra này, bỏ vô, rồi, ok, yeah, khởi động xe thử nha, wow, nên bảo đồ rác luôn này. Yeah. Wow, rất là đẹp đấy các bạn. Rồi, ok, bye bye các bạn nhé. Bye bye.